Thưa quý vị, trở lại cái câu chuyện về tiêm vaccine ngừa Covid-19 thì vẫn là cái chủ đề trao đổi rất là sôi nổi liên quan đến một nhóm xã hội nào đó. Vâng. Chẳng hạn như cái nhóm những người phụ nữ có thai hoặc là cho con bú thì bản thân gia đình Lê Anh đã chứng thực rồi. Vợ Lê Anh cũng thế, rất là lăn tăn cái chuyện là cách đây khoảng 2 tháng thì khuyến nghị rằng là sẽ tạm hoãn cái việc là tiêm vaccine Covid-19 vì còn phải có những cái nghiên cứu hay là có những cái khuyến nghị thêm. Và đến bây giờ thì thưa quý vị, rõ ràng đối tượng này đang có cái xu hướng là nhiễm Covid-19 gia tăng, cho nên là nhiều trường hợp ở trong đó lại còn chuyển biến nặng, gây suy hấp và thậm chí là tử vong. Bộ Y tế mới đây đã ban hành công văn khẩn ưu tiên tiêm vaccine cho hai nhóm phụ nữ, đó là mang thai và bà mẹ đang cho con bú trong cái bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến rất là phức tạp như hiện nay. Và chắc chắn là rất nhiều người ở trong nhóm đối tượng này sẽ cảm thấy khá là băn khoăn, lo lắng và cũng như có nhiều câu hỏi. Chính bởi vậy ngày hôm nay thì chúng tôi rất muốn mời quý vị hãy cùng kết nối với một vị khách mời. Xin được giới thiệu tới quý vị là tiến sĩ bác sĩ Phạm Quang Thái sẽ giúp chúng ta giải đáp. Và thưa quý vị, chúng tôi có một câu hỏi đầu tiên muốn được gửi tới cho bác sĩ Phạm Quang Thái. Đó là liệu phụ nữ có thai và cho con bú khi tiêm vaccine Covid-19 thì liệu sẽ cần phải lưu ý những điều gì đấy ạ? Chúng ta thấy rằng là tất cả các vaccine để mà tiêm phòng cho bệnh Covid-19 cho đến giờ phút này là mới chỉ thử nghiệm lâm sàng trên những cái đối tượng khỏe mạnh và bình thường, chưa hề nhắm tới đối tượng phụ nữ có thai và cho con bú. Chính bởi lý do đó cho nên những cái bằng chứng về những cái ảnh hưởng đối với phụ nữ có thai và phụ nữ cho con bú hiện tại vẫn dừng ở cái mức là hạn chế. Chính bởi lý do đó cho nên những cái khuyến cáo gần đây liên quan đến tiêm vaccine phòng Covid-19 cho phụ nữ có thai và cho con bú là dựa trên cái cơ sở những cái nguy cơ mà những cái người này khi mà mắc phải nhiễm Covid-19 với những cái nguy cơ liên quan đến việc tiêm vaccine nó quá chênh lệch. Bởi vì chúng ta thấy rằng là khi mà đã mắc bệnh Covid-19 ấy, thì những người phụ nữ mang thai tiến triển nặng rất nhanh và rất nhiều biến chứng, đồng thời trong quá trình cấp cứu là cái nguy cơ bỏ thai cũng rất lớn. Khi cân bằng giữa hai cái yếu tố đó thì người ta mới thấy rằng cái việc mà phải càng sớm càng tốt tiêm vaccine cho phụ nữ mang thai là điều hết sức cần thiết. Trong quá trình mang thai thì có vô vàn các cái nguy cơ khác liên quan đến bản thân cái quá trình mang thai đó, ví dụ như vấn đề về huyết khối chẳng hạn, vấn đề về thai lưu, vấn đề về sảy thai, rất nhiều các vấn đề khác liên quan đến quá trình mang thai. Cho nên tại sao Bộ Y tế cũng như tất cả các tổ chức đều khuyến cáo rằng cái việc mà tiêm phòng là rất cần thiết, nhưng nên tiêm ở tại các cơ sở y tế có phòng cấp cứu đối với các sản khoa. Như vậy nó sẽ đảm bảo an toàn cho những người phụ nữ mang thai khi mà họ đến tiêm vaccine Covid-19. Vâng ạ, xin hỏi bác sĩ Thái thêm một ý nữa là quan tâm của rất nhiều người, đó là cái việc mà vaccine ấy, nó có ảnh hưởng như thế nào đến thai nhi và đến sữa mẹ không ạ? Đây là những điều rất quan trọng, và liệu là những cái đối tượng phụ nữ như thế này họ có nên chọn cái loại vaccine không? Mời bác sĩ. Chúng ta có thể thấy rằng là trong những nghiên cứu gần đây người ta đã tổng hợp tất cả những trường hợp mà có thai và được tiêm vaccine cũng như là đang trong thời kỳ cho con bú thì cái việc tiêm vaccine như thế nào, thì kết quả nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng và những cái kết quả trên thực địa khi triển khai đều cho thấy rằng là những người phụ nữ mang thai mà được tiêm vaccine thì thai nhi cũng như bản thân người phụ nữ đó không có ảnh hưởng gì đến vấn đề sức khỏe khi mà so sánh với những cái người phụ nữ mà không hề được tiêm vaccine. Đấy là đang nói về những ảnh hưởng của vaccine. Và trong cái nghiên cứu đối với cả vaccine ví dụ như AstraZeneca chẳng hạn, hay kể cả những vaccine mà có thành phần là mRNA, thì người ta cũng thấy rằng là không có hiện tượng đào thải vaccine ra qua đường sữa mẹ. Có nghĩa rằng người mẹ sẽ không đào thải vaccine qua đường sữa mẹ, và như vậy cũng có nghĩa rằng không có cái mối liên kết nào giữa cái vấn đề mà sử dụng vaccine ở mẹ mà ảnh hưởng đến vấn đề em bé khi mà còn đang bú. Và một số nghiên cứu khác cũng cho thấy rằng là kháng thể được tạo ra từ những bà mẹ có tiêm vaccine cũng có giá trị để bảo vệ cho em bé khi mà trong cái quá trình mà em bé sử dụng sữa mẹ. Thì đấy cũng là những cái kết quả nghiên cứu rất khả quan cho thấy rằng là cái quyết định về cái chuyện là chúng ta sử dụng vaccine cho phụ nữ có thai và cho con bú là hoàn toàn hợp lý. Và chúng ta chỉ cần lưu ý một điểm thôi, đấy là những cái trường hợp mà có thai và cho con bú, nếu như mà chúng ta đã sử dụng vaccine thì có bất cứ vấn đề gì cần phải có thông báo đến hệ thống y tế, thì chúng ta có tiếp tục
ghi nhận và có những bằng chứng để chúng ta có thể có những khuyến cáo chính xác hơn trong những thời gian tới. Vấn đề nữa đấy là sử dụng loại vaccine gì thì hợp lý cho phụ nữ mang thai và cho con bú. Thì cho đến giờ phút này, ngoài Sputnik V là không sử dụng được, thì tất cả các vaccine khác đều có thể sử dụng được và với cái độ thận trọng mà cần thiết để sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú. Chúng ta lưu ý một điểm là vaccine mà tốt nhất đối với cả chúng ta đấy chính là vaccine mà chúng ta có thể tiếp cận sớm nhất. Chính vì vậy cho nên là không cần có cái sự lựa chọn ở vaccine ở đây. Tuy nhiên thì trong những cái nghiên cứu ở trên thế giới, người ta cũng thấy rằng khi sử dụng cái vaccine mRNA thì cái độ an toàn đối với cả người sử dụng có vẻ cao hơn so với các vaccine khác bởi cái đặc tính tinh khiết của cái loại vaccine này.